thiệt là khó nói quá đi thôi. Người này yêu người này chẳng được lại cứ thích phá cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm ba lăng, nhiều chuyện lắm ôi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước gần nhau là có phước, ôi bỏ qua chẳng sao đâu mà cái chuyện tào lao trên tầm phao. Trời ơi. Dạ. Này cái ngày này cứ thấy bay đẹp ra bay ha. Đẹp lộng lẫy luôn á. Trời ơi, bữa nay phụ nữ mà được ưu tiên thì phải đẹp chứ. Đâu á, ta nói nguyên một năm chỉ có một ngày này thôi. Dạ. Bởi vì người phụ nữ người ta sướng ở chỗ đó đó. Cả năm mình có ngày 8 tháng 3, còn đàn ông tụi tao không có ngày nào mình của tụi tao hết á. Thì khổ ghê. Nè, 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 ghê không, ghê không, ghê không. Đẹp quá nha. Đó, đó, đem qua. Cứ đặng con hả? Không, không, ủa, bà đâu rồi? Chứ hỏi ai? Bà à, dì con hả? Ừ. Dì con đi chợ rồi. Đi chợ hả? Dạ. Trời ơi, canh bà về dễ sợ luôn, canh là thổi một bóng lòi hỏng luôn mà về vẫn không thấy bà được. Tính là bà vừa tới đưa một bóng vô tặng. Hôm nay ngày 8 tháng 3 nè. Trời ơi, ghê nha. Bữa ghê nay gì? Tặng bông bóng cho dì con nữa ha. Ê. Dạ. Thấy chú đẹp không? Bình thường đúng không? Bình thường phải không? Nhưng mà bên trong ta đẹp rạng ngời. Ở ngoài thì bình thường. Bên trong nào? Bên trong là tấm lòng đẹp rạng ngời. Chú thì đẹp nhưng mà đâu đẹp bằng con đâu. Con đẹp rồi, hôm nay là ngày, nhất là ngày của con á. Ngày của phụ nữ là dễ sợ luôn, là đẹp. Không đẹp cũng phải đẹp nữa. Nè bây giờ nè, riêng là ngày con phải không? Dạ. 1, 2, 4, 6 cái. Bây giờ nè, con coi cái màu nào lựa đi, tặng cho con một cái. À, còn 5 cái là để gì vui. Con thích màu hồng. Màu hồng rồi, tặng con cái đó đó. Nhưng mà sao gỡ ra? Để đó đi, nhưng mà để coi như là tượng như trưng là, hả? Tượng trưng giống như là chú Lạc đã tặng rồi đó. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ rồi, vậy đi. Ủa? Nhưng mà hả, ngày 8 tháng 3 chú qua tặng bong bóng cho dì con đơn giản vậy thôi hả? Thì bong bóng thôi được rồi, trời ơi. Gì kỳ vậy? Có cái... Không, không, không. Hả? Con nít mà, nhiều chuyện quá, hỏi nhiều quá. Cứ tặng gì kệ ta. Chị có cái khác nữa không? Kệ ta, đừng hỏi. Bật mí cho con nghe đi. Có bị nhiều chuyện quá mày. Trời! Quỷ già, quỷ già tới, quỷ già. Chào con gái. Dạ. Chào, chào quỷ già. Chào giám đốc sân bay. Chào năm khùng. Nè nè nè, mới vô không thọc thọc lọc thọc nghe giám đốc sân bay rồi nghe. Ý dạ. Nói đầu hối hả? Trời ơi, tôi đưa ông lên đây chức giám đốc luôn. Ông chủ nhà trọ tôi đưa lên chức giám đốc sân bay rồi. Ông muốn gì nữa mà chọc chọc. Dám cái đầu ông chứ giám đốc sân bay. Thôi thôi, chúng ta nghe này là lại. Mày đừng nói chuyện không? Mày ngồi xích đây, mày đừng nói chuyện không? Ngồi đây. Trời ơi, cho tôi nói chuyện con gái tôi chút xíu coi. Cái gì? Nói đi, nói ngồi xa xa. Hôm nay ngày đặc biệt của phụ nữ. Đúng không con? Dạ. Đây, lấy một cánh hồng tặng cho con gái trước. Hồng không, ông nội ông cái hồng đây. Trời ơi. Bông hồng trắng, bông hồng trắng đẹp quá à, con cảm ơn chú. Bông hồng trắng thường thường ta tặng cho mẹ không. Cái bài đó là người ta sáng tác khác, còn cái này là ngày 8 tháng 3 là ngày dành cho tất cả phụ nữ, mẹ ha con vậy, người con gái, người phụ nữ là mình được quyền tặng bông hồng. Chạy xe không biết được nhiêu nha. Dạ. Mà mua bông thì tặng nè, tặng xong một cái nha, bắt đầu đưa cái lưng ra chạy cho lòi bản họng luôn nè. Không có tiền mà mày đặt xe mua bông tặng rồi ha. Ừ. Cả ông nội tôi, tại cái tánh tôi là vậy đó. Nghèo nhưng mà phải giữ cái phẩm chất của mình. Tặng cho người yêu của tôi là tôi phải tặng một cái đóa hồng như vậy. Ai mà giống thờ. Trời ơi, ngày 8 tháng 3 mà đi tặng phụ nữ, đi tặng bong bóng mà làm như người ta con nít gì. Nè, trong cái chuyện nghèo giàu vậy ở đây á, tặng quà là cái tặng quà, cái giá trị, cái không phải là giá trị ở cái vật chất, mà cái giá trị là nó nằm tiềm ẩn là cái giá trị của tâm hồn, của cái tấm lòng. Tâm hồn gì? Ông đưa sao giàu nghèo gì đấy. Tâm hồn của ông là mấy cái bong bóng này vô cái tự nhiên nó nổ cái đùng cái tâm hồn ông nè. Không có cái gì nữa. À, tôi còn có món quà nữa đó, ông có gì nữa? Từ từ, ngoài đó bông này tôi còn có một món quà đặc biệt tặng gì? Cho vui. Gì đưa coi cái gì đó. Đó là một bài thơ từ tâm hồn của tôi. Trời ra. Ơi. Trời ơi, chú Năm lãng mạn quá. Để chú đọc cho con nghe. Đây, con gái nghe chú Năm đọc bài thơ tặng cho dì vui con. Dạ. Hôm nay ngày 8 tháng 3. Xe anh nghỉ chạy gắn toàn là hoa. Đợi khi vui bước về nhà, năm quỳ trước ngõ tặng quà cho vui.
Tại sao? Hay quá rồi. Hay quá rồi. Hay cái gì? Ông làm được không? Nè, ông thơ, làm được thơ không? Con cóc, thơ ông là thơ con cóc, thơ để mà lại thơ nè. Thơ ông nè, còn gì? Nghe nè. Qua kia xấu quắc xin nàng đừng xem. Đó là câu, là câu thứ hai thôi, câu đầu nè. Hôm nay ngày 8 tháng 3. Qua kia xấu quắc xin nàng đừng xem. Đây là bong bóng tim nè. Thổi từ mờ sáng nhận dùm lạc vui. Trời ơi, nhận dùm lạc. Nghe cái thơ là thấy lạc. Gửi chưa? Thấy gửi chưa? Ờ thấy lạc rồi. Nghe thơ thấy lạc, lạc rồi, lạc luôn nè. Đó, con thấy không? Bất coi như là nè, cái thơ của chú cũng hay. Thơ ổng sao bằng thơ chú. Thơ lạc nhấp gì mà kêu hay. Nè để hồi nó vui về đi, làm thơ rồi vui khen ai là người đó thắng. Rồi nè, bây giờ khi mà vui về là đùng đùng một cái ra là làm thơ liền, thấy không? Là vui khen cái ai là người đó thắng, đúng không? Đúng rồi. Rồi vậy chờ đó nè. Con thấy hai chú ai cũng có thành ý hết trơn á. Nhưng mà hai chú ùa nhau ra tặng gì vậy? Lát gì con mắc cỡ, vì con không nhận của hai người thế là xong luôn. Chứ giờ sao? Thì giờ con tính sao? Tính sao ta? Không mấy hai chú tỉ thí nhau đi. Tỉ thí hả? Hả? Tỉ thí gì vậy? Giờ tỉ thí gì? Bây giờ nè, chú Năm với lại chú hai người lớn tuổi rồi. Dạ. Mà tụi bay hở với cái suối hàng già này tỉ thí nhau hoài. Gần chết rồi cứ tỉ thí hoài. Thì nè, bây giờ hai chú tỉ thí nhau, nếu mà lát nữa ai thắng á là người đó sẽ giành được quyền đi ra tặng cho dì vui trước. Không mày ơi. Rồi ai mà thua á là lui vô hậu cung chờ 2 tiếng sau. Thôi bữa ông nhậu ông quánh tao bầm mắt mà hết trơn cái đầu rồi, giờ mày bắt tao tỉ thí nó tao không tỉ thí đâu. Thôi cái đó là chuyện nó xin lỗi ông rồi, cái đó không nhúng bớt, thấy không? Nhiều khi tụi bay đừng có bắt tụi tao lớn tuổi mà cứ thi cử. Thôi giờ vậy nè. Nó nói cũng có lý, thấy không? Hàng mình cũng phải có thằng kẻ tặng trước người tặng sau chứ, hàng đùng đùng ra sao được. Bây giờ nè, chơi cái gì chơi cho nó vui đi. Thôi giờ đơn giản luôn. Dạ. Hai bánh bánh tù xì đi. Bánh tù xì hả? Bánh tù xì đi, nào thắng đó tặng trước. Con làm trọng tài nha. Không có chơi không gian nha. Rồi một cái một thôi nghe, đúng không con? Dạ. Bánh tù xì hả? Bánh tù xì, nào thắng đó tặng quà trước. Ừ, đúng không? Con thấy cũng được á. Rồi vậy rồi, chú qua đây đi, hai chú đánh tù xì đi, con ngồi đây con làm trọng tài. Rồi trọng tài nha. Dạ. Bắt đầu nha. Nhưng mà không có chơi ăn gian. Rồi không ăn gian. Dạ. Ra một lượt nha. Dạ. Không ra trước ra sau nha. Không điểm nha. Một lượt nha. Mày điểm nha. Giấu trước nè. Ba là mày bỏ ra nha. Ừ. Dạ. Một, hai, ba. Tôi đập ông cù lôi. À. Cù lôi. Ồ hay ta, cái cù lôi đó ông nghĩ là được cái tù xì của cù lôi hay là... Ừ, cù lôi đập cái kéo. Phạm lực rồi đó. Gì phạm lực? Trong cái bộ môn này ta có ghi rõ nè, kéo nè, bao nè, búa nè, ha. Chứ không đâu ra có cái cù lôi. Sau này ông không có chơi mấy đứa nhỏ đó. Diễn, rồi có cái cù lôi nữa. Không có đâu ông nội. Không. Cù lôi là thế cái cài đó. Không có được nó nhiều, thua rồi. Đừng trời ơi, tôi chơi mấy đứa nhỏ đó ra cù lôi tôi hoài à. Ông chơi với nhỏ, chơi tôi khác. Đó, giờ nè. Lát vui về ha, là tôi là người tặng trước. Ủa vậy là ổng thắng hả? Chứ sao nữa, ông nội ông sai lực ông ơi. Ông thua tôi rồi. Rồi tôi cho ông tặng trước luôn, chấp ông luôn đó. Khoan, đợi xíu gì con gọi. Alo, dạ con nghe gì? Dạ. Dạ con biết rồi. Lẹ. Kêu nè. Dạ. Thôi. Sao mày nói lẹ về đi mày. Thôi hai chú khỏi có cần phải ngồi ở đây rồi tranh cãi rồi quánh tù tì để ai được tặng quà trước quà sau nữa chứ. Ủa sao vậy? Vì con á gọi nói là bữa nay dưới quê có đám giỗ mà dì quên, hồi nãy dì đi chợ cái bà con ở dưới đó gọi điện thoại lên cái dì bắt xe đi về luôn rồi. Đâu đó. Dì nói với con á là canh nhà rồi coi quán, có gì ngày mai dì lên. Hay quá. Hay ghê. Ừ. Nè bong bóng. Dạ. Tặng con luôn. Tức quớt hết. Dạ. Dạ. Rồi tặng con luôn. Xong. Như không luôn. Như không luôn. Rốt công. Cuộc rồi qua giả tràng xe khác Biển Đông luôn. Công tặng công. Cho người yêu rồi rốt cuộc rồi nói con hưởng hết luôn đi. Dạ con cảm ơn hai chú. Không có được nói nhiều, thua rồi. Trời ơi, tôi chơi mấy đứa nhỏ nó đang còn lâu tôi hoài à. Ông chơi với nhỏ chơi tôi khác. Tôi được chơi cái luật hồi xưa. Còn bây giờ có thể là nó có thay đổi chuyện luôn. Rồi, nè, lát vui về, chiều sớm trên các tơi. Tầm năm ba để cho qua ngày danh rồi. Rồi chơi các bạn, chơi các bạn. Nãy giờ các bạn. Ôi bỏ qua trong sông, để chiến tàu lăng.